hộ mang viên. Được rồi. Cái này nhiều quá chắc là... Đấy là... cái vườn của nó lộn. Đằng nào 5.000 họ cũng không đủ. Không đủ. Đấy, 10.000 bài dưỡng cho ông quá. Đấy, 1.000 đẻ. Ôi. Anh về rồi à? Thế bộ em đi để em lấy trứng nhá. Đừng. Em không có tiền đâu. Em không có tiền. Nhà em còn ít này thôi. Cầm hết. Cút đi. Biết. Đây bây giờ nhờ, cùng một tao. Gà. Thì như chàng gái, anh vào nút. Con gà nó vào được. Mình vây chặt vào. Đúng rồi. Chuyển cái đá vào nó đi. Chuyển mấy bàn đá. Anh đen có cậu mang viên. Đá thì sẵn rồi. Cây kèm em hiểu cái này lọc nữa đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Cái này chắc tháng mưa này em nhỉ. Chắc cái này không bay được đâu. Đi vào cái nhà đi. Trong cái nhà này nhé. Anh xúc cái này á. Để em xúc nhá. Vâng ạ. Để em xúc được không? Để em xúc đi. Vâng ạ. Để em xúc đi. Không bao giờ lắm. Anh hứa bắt đứa ấy đón ạ. Có cháy không anh nhỉ? Để anh đưa xem. Cháy to rồi đấy. Chắc cái này cháy hết anh nhỉ? Chắc cháy.
cho mình đi làm ấy. Thì em đi làm thuê. Chắc em đi hay cái gì đấy em. Đi làm gì? Em tính là đi ra hỏi các bác xem có gì không để em đi mua. À, nhưng mà anh thấy bên kia có cái nhà bác kia bán trứng không kém. Vâng, để tí em ra em hỏi. Thế ra em hỏi xong là đi mua trứng. Vâng ạ, để em đi nhá. Anh cũng đi làm. Vâng ạ.
Nó mới đẻ sai. Trứng này nó mới đẻ sai. Cái này nhiều chắc đủ bán đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Của nhà lầu của nhà Hoàng kia nó của nhà gì không? Hôm qua lấy về hàng mấy chục bó cơ. Như nhà lầu tôi hỏi ơn Hoàng phải này bên nà. Cái gì bó bé tí làm gì cái nó? Đằng nào 5.000 họ cũng không đủ. 5.000 họ cũng đủ bữa họ cũng lấy. Cần đi ngoài, cô nói sai thôi. Hôm nay các bà lại chuyển. Wow.
Thế à, đổ bờ lăng hẳn à, đây cố tình lăng. Ô, không phải để mãi đố. Ba này khá chứ, để hệ ba cho mà. Ông đi uống nhiều, uống gì? Ở nhà có con cháu uống gì? Xong đi Hà Nội ấy, em phải đi theo đấy chị ạ. Là em hoa mắt không thấy tiền đâu. À, đây kiểu hoa ra như là cán hồi xưa cán thử nó hỏi được được văn hoàn có lẽ là nào khổ lắm chỉ có thấy 10.000 bà đứng đâu mà khai tới 10.000 bà đứng đâu khai tới 30.000 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếc người lắm. Ôi anh về rồi à? Anh có quà cho em hả? Cái gì đấy anh? Dép. Dép. Anh không để tiền đi. Anh thấy tiếc và tiếc tiền mà, nhưng mà anh mua cho em thôi. Em không có dép đi chơi nữa. Em cảm ơn nhé. Em lấy thôi, anh cắt cho anh đi để em lấy trứng nhé. Vâng. Em lấy trứng lên đi xong nào. Lấy em chưa? Em có rau xanh chưa? Hôm nay bán đi, đi cho anh lấy rau xanh. Cái rau xanh ở kia chắc là nhiều lắm đấy. Đây rồi. Có đúng rau này không? Nè, cái này rồi. Tiền đã trả, cái đất nhà nó hơi rộng đấy. Đây có mày không? Mày không? Sao anh quen ông này? Cái này phải bố không? Bố em. Bố em mà. Phải không? Đây, dưới ghi nào, bố mày đây. Cái này biết đâu? Cái này không biết đâu. Mày không biết à? Không biết. À? Anh ơi, từ từ anh ơi. Nhìn đây, có cả đợi đâu? Hả? Đừng. Ừ, này. Em không có tiền đâu. Em không có tiền. Không có tiền đâu. Không có cũng phải có. Không có tiền mày đâu. Mày có trả lại được không? Tiền ở đây. Đây, đây em tiền còn, còn chút đi tôi, anh ra cho chú bọn em. Đi về nhà đấy. Đấy thôi em, mấy. Em không liên quan đâu. Đâu có kia tiền đâu. Đang lên. Đây, em còn một ít thôi ạ. À. Bao nhiêu tiền đây? Ngày mới đủ à hả? Của em còn, em nhà em còn ít này thôi. Về em đi ăn, không tiền. Hết, em hết tiền rồi. Ngày mới đủ à hả? Lấy nữa. Không có. Này. Này. Em không có anh ơi. Thêm tiền này. Con này đang kia đi vào là thêm tiền vào đây. Anh ơi. Nhà em không có hết tiền rồi. Hết tiền thì tao lấy nhà lấy đất. Đừng đánh rồi. Không lấy đất cho mày. Đấy, đi. Đừng. Em xin anh. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tay cứ cứ xe với hôm đi. Em xin anh ơi. Cú đây. Thôi. Bán, tao ở nhà đấy đất. Ừ. Ra ngoài kia. Cô đi. Em xin bán. Ôi cái anh em bọn em khư khư một hai hôm đi. Ta trong gia đình em, anh xin đi. Mà. Em xin anh. Đến đây. Cầm hết, cút đi. Các anh khư khư cho em một hai hôm đi. Đến. Anh. Đi. Dậy đi. Thôi nhà của em mà em vừa mới làm sao. Này, cút. Mày nhìn mà ta giống đùa không? Cút ra ngoài. Đi. Nhanh. Cút đi, cút đi. Nhà của em mới làm. Biết. Đây bây giờ nhau, cùng một tao. Làm có gì, đóng hết đi. Khóa cái này. Cái mảnh đất này rộng nhỉ. Kia còn bao nhiêu trên kia nữa kìa, 10 triệu này. Cứ tính lại lên là được rồi. Lãi rồi. Rồi anh em mình về gọi cho. Hôm nay mới đi đâu rồi. Mảnh đất quá rộng. Nhà mày. Ông mà em mới làm, vừa đảo đâu, bây giờ đi đảo nhà anh thế này rồi. Họ đổ ác thế nhỉ, anh nhỉ?